khi thơ sang chuyện gì khi bắt bỏ ngô tì tình phạt ngô sôi hoàn lòi ngôi ngô ngô chi văn một thông chó sôi yêu cao cho sáng khi to cho dặm phát sáng sáng đắc chân chiến giả mặc sáng qua hơi liệu châu trang bụi chân trái đại sĩ đại chiến quang sĩ bắt trái chân hoa sĩ chân bài bài lọc lọ nà lưu yêu phong phong quang quang chế sát nà kế yêu ngàn hòn yên phong mong tiêu liêu mong tiêu liêu đó xíu xoay yêu lâu xài liêu. Thật ra không phải là anh nhỏ nhặt như vậy. Anh đâu có gì câu nói của anh hai em mà giận ảnh chứ. Chỉ vì anh không có muốn người ta đem anh ra nói chơi, nói rằng anh phê phán chết cha của anh, nói anh không có tánh người. Bởi vì thật sự thì anh không có tánh người thật. Anh đã phê phán chết cha của anh. Cha của anh là người tốt mà. Cha của anh rất là thương anh. Nhưng mà anh đã ép ổng tự tử. Chuyện đã qua rồi, anh đừng nhớ tới nữa. Mỗi lần nhắm mắt lại thì anh nhớ chuyện ngày xưa. Anh đã đánh cha của anh và anh đánh má của anh ở ngoài phố. Họ đã nhìn anh một cách đau lòng, nhưng mà anh vẫn đánh tiếp. Anh còn bắt họ sủa lên như chó, bò ở dưới đất. Anh muốn chặt đôi bàn tay của mình xuống đi. Thời buổi đó là như vậy đó, ai nấy đều như bị trúng tà. Lúc đó anh chỉ 11 tuổi thôi. Trước đó anh ngoan lắm mà. Anh thích học hành, anh rất thương thầy giáo, anh thương cha mẹ của anh lắm. Tại sao lại có cuộc cách mạng văn hóa? Tại sao? Tại sao? Anh ghét anh hai của em. Tại sao anh làm việc gì cũng đều đúng cả? Tại sao anh lại không có lỗi lầm chứ? Anh bị người ta bắt lên đài phê phán cha của em, nhưng mà anh lại ôm lấy cha của em và hôn ổng. Tại sao anh không làm như vậy được? Anh ghét anh. Anh ghét anh. Dì thật là không biết cách dạy con. Dì càng không biết làm sao đi làm má của người ta được. Không có sao đâu. Để anh được hạ giận còn hơn là mất ở trong lòng đó à.
Dì thấy mẹ con người ta nói với nhau, dì thật là hâm mộ. Dì không biết làm sao sống với con cái của mình. Nên khi trong lúc bị phê đấu, chân của dì bị người ta đánh bị thương, hãy trở trời thì thấy đau. Nhưng mà dù đau cách mấy, dì cũng không dám hở môi. Dì sợ thằng Hải biết được thì chắc nó không được vui đâu, cho nên dì không muốn cho nó biết. Hồi lúc nó còn nhỏ, nó rất là ngoan, nó thường hay tới nhũng nhẽo với dì lắm. Thật ra bây giờ anh cũng hiếu thảo với dì đó mà. Tại sao có cuộc cách mạng văn hóa chứ? Tại sao vậy? Hey, còn thuốc lá không vậy? Cho hút đỡ ghiền coi. Cái thằng gác cầu tiêu không có đạo nghĩa hả? Hôm qua vì cái chuyện bà Trần đó, anh mới nhờ chúng tôi đánh bả một trận đó. Bây giờ đối xử với anh như vậy, để tôi đi kiếm người đánh nó một trận. Không cần gì đâu. Sao không cần chứ? Dù sao mình cũng là bạn già mà. Nó chơi anh tức là chơi tôi rồi. Chơi tôi mà tôi không đánh nó hả? Thôi vậy nha, sẵn anh còn nợ nó một bữa đó, lần này tính luôn gấp đôi, như vậy là được rồi. Anh Nhân à, tôi nghĩ... Tôi mở miệng nói với anh cũng không vui nữa. Không phải, chỉ vì tôi chưa muốn đánh nó thôi. Không muốn đánh nó hay là không muốn đãi chúng tôi ăn đây hả? Không phải, dĩ nhiên là không rồi. Không phải là được rồi, vì đếm sẵn tiền à, tới quán trả tiền chúng tôi ăn hả? Có nhìn lầm người hay không vậy? Mày có phải là tổng ban gác cầu tiêu không? Chào anh Nhân. Chào anh Thông. Đã làm xong chuyện rồi. Có bị thương nặng không? Trừng phạt nhẹ thôi. Thế nào, có đem tiền tới trả tiền không hả? Đem đủ rồi. Đồng chí, anh Trương đâu? Ổng trong nhà cầu. Tính hết bốn bàn này. Hả? Cái gì? Bốn bàn hả? Dạy đời bà chàng cũng mất đãi 8 người. Lần này đàn ông mà. Đừng có hòng dở trò nói không có tiền nha. Lần này không nể mặt đâu. Dạ có, có. Vậy thì được. Mỗi người cho thêm một hồ vịt muối và một chai nước ngọt nha. Tôi muốn đi nhà cầu. Đi thì đi, phải cẩn thận đó nha. Coi chừng rớt tiền xuống cầu tiêu đó. Vừa rồi đó hả? Cháu xô hồi ra. Rồi chạy. À, chạy về đây đó. Đám người đó không biết là ai. Đi bên của cháu, đi xuống gác cầu tiêu nữa. Có phải thằng Hải không? Dĩ nhiên là không phải anh rồi. Anh không nói chuyện với cháu, nhưng vẫn coi cháu là bạn thôi. Tình của cháu thẳng thắn quá, có lẽ đụng chạm tới người ta mà không biết.
Thằng Hải thì không có nên thân. Thử hỏi nó đi đâu chứ, tới bây giờ vẫn chưa thấy nó về. Chết rồi, chuyện gì đây? Nè, coi chừng cẩn thận nha. Chị Thu Hoài, chị đừng ra nha, hả? Ai vậy? Tôi là lão trường của quán ăn đó. Chuyện gì? Má của thằng Hải đâu? Kim bảo có chuyện gì hả? Thằng Hải đó bảo bọn lưu manh đánh anh hả? À, lại không đủ tiền đãi bọn lưu manh ăn cơm, rồi định bỏ chạy, rồi bị bọn lưu manh biết được, rồi sau đó rượt theo nó, đánh nó muốn chết luôn kìa. Thằng mắc dịch, uổng công tôi nghĩ nó là bạn. Thằng mắc dịch này. Dì Thu Hoàng đi đâu vậy? Dì phải đi xã công an. Dì Thu à, nói đâu? Hẻm Đức Hưng đó. Bang, Bang à, Bang à, Bang! Tránh ra! Trốn hả? Trốn hả? Cho mày trốn, trốn nè, trốn, trốn hả? Trốn hả? Cho mày chết luôn, trốn! Trốn nè. Đừng đánh nữa. Cùng lắm tôi đãi các anh uống nước để đền tội mà. Uống hả? Ăn hả? Uống hả? Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra đi. Tránh ra. Anh làm sao chứ? Có. Cầm đi. Thưa các đồng chí, ông tổng lý Chu Ân Lai yêu quý của chúng ta đã bị bệnh già qua đời vào lúc 9:57 sáng nay. Ông tổng lý đã ôm một hoài bão là tạo phước cho muôn ngàn nhân dân và luôn luôn bận tâm tới tương lai và số mạng của quốc gia và đảng. Hôm nay ông ấy đã rời khỏi chúng ta. Cái chết của ông ấy là một tổn thất rất là lớn lao đối với đảng quốc gia và quảng đại dân chúng. Anh có tánh người không? Nghe thấy ông tổng lý chết rồi còn đánh lộn nữa. Lần trước ổng bị xỉu, tôi đã có linh cảm là không tốt lành rồi. Ổng bệnh nặng như vậy vẫn còn phải kiên trì công tác. Nếu như không có ổng thì mấy năm nay càng sống càng đau khổ. Thật không ngờ trong 8 năm nay chúng mình không có giữ ý với nhau. Không ngờ việc mình bàn là việc qua đời của ông tổng lý đó. Đừng suy nghĩ thêm nữa, suy nghĩ vô ích mà thôi. Phải lập tức làm việc chứ, cố gắng làm việc, cống hiến nhiều cho quốc gia còn hơn.
tức quá mà. Thật là quá đáng. Thật bất chấp ý nguyện của dân, đàn áp tư tưởng của dân. Chuyện gì mà nóng nảy vậy? Bắt người ta phúng điếu đơn giản. Đồng lý nhân dân, yêu nhân dân. Không được đeo giải đen, không được đeo bông trắng, và không cho thiết lập lên đường. Nè, đi đâu vậy? Thôi bán giùm đi, bán đi mà. Tại sao tôi đã nói là hết rồi, đâu còn gì nữa. Từ ngày bán giải không phải xám thì là đen, sao bây giờ kiếm miếng giải đen cũng không có. Phải rồi, giải đen nó để trời mà, làm sao bán chứ. Lệnh của cấp trên không có cho bán giải đen, mà các người chạy tới đây để mua, làm sao mà tôi có đi bán. Ôi cha, cái gì vậy, con kỳ cục quá à. Nè, đừng lúc bậy bạ. Anh lấy cái gì tôi lấy cho. Bán cái chúng tôi đi. Bà, sao không bán? Sao không bán? Tôi đã nói là tôi hết rồi, không có mà bán. Cái người đi đi. Tôi có tiền mà, sao không bán? Thiệt à. Tổng lý một cách rất đơn giản, cho nên đã không cho đeo giải đen, không cho đeo bông trắng, không cho thiết lập lên đường, không cho mở hội phúng điếu, không cho giết dân trường phúng điếu, và trong quảng trường không được trưng bày vòng hoa, không được hiến bông tươi, không được trao bất cứ một băng gì, và cũng không được dán bất cứ một biểu ngữ gì hết. Chừng nào mới có gì bán đây hả? Không biết, tôi cũng đang chờ mà. Dù anh năm đồ đen hay năm đồ đỏ vậy cũng không có dịch ăn đâu. Vậy cũng tốt chứ, ai nấy đều bình đẳng. Ê, có lộn không hả? Cả buổi rồi mà lông dịch cũng không có thấy một cọng nữa. Ở ngày Tết mà không có gì bán hết trơn. Tổng lý vừa chết, nhà nước đã lấy xe lại rồi. Dì giúp cháu nha. Dạ. Vì đường rầy ở Thiên Tân xảy ra tai nạn, cho nên sự cung ứng gia cầm đã bị thiếu hụt. Hey, cái gì cũng nói thiếu hụt cả. Đường cũng thiếu, đậu phòng cũng thiếu, dầu cũng nói không có nữa. Như là các vật dụng mà từ Thiên Tân chở tới vậy đó. Phải rồi, đêm giao thừa năm ngoái mình còn dịch ăn, hôm nay chỉ còn mấy ký thịt heo mà thôi. Tốt cũng một năm, không tốt cũng một năm. Dì Thu à, năm nay nhà mình có chị nhau ăn Tết, cũng đâu có gì để ăn đâu. Vậy nhập chung đi nha. Đồ ăn nhìn thấy cũng được nhiều một chút. Dì cũng muốn vậy, nhưng mà thằng Hải. Ủa, sao giỏi vậy? Kiếm được miếng thịt lớn như vậy vậy hả? Tối nay kho thịt để hai mẹ con ăn ha. Tối nay ăn chung nha. Đêm giao thừa mà. Để lát nữa em qua nha. Tôi đâu có đâu. Ủa, nó không có nữa à? Em định à? Nó không phải đâu.
Tôi để gói quà ở đây, nhìn lén coi cậu lấy được có phản ứng gì không mà. Khi không lại tặng quà cho em gái của tôi sao hả? Hả? Đưa đây mà. Là cái áo trắng đó. Cảm ơn. Hai người quan hệ gì đây? Có quan hệ gì đâu, ra phố hai lần thôi. Anh đừng nghĩ bị bạ nha. Hai người thật là quỷ quái quá ha. Tại sao anh không biết gì hết vậy? Không lẽ lên đài phát thanh à? Thật là xa mắt quá. Chị Thu à, chơi nhé. Tuy là 7-8 năm qua anh không có nói chuyện với tôi, nhưng mà tôi đã rất hiểu cá tính của anh lắm mà. Phải đối xử tốt với em gái của tôi nha hả? Tôi biết rồi. Tôi sống ở đây nhiều năm rồi mà chưa hề đi vào chỗ này đó. Ủa, sao anh có nhiều sách quá vậy hả? Đã không đọc lâu rồi. Nếu anh thích thì đem về nhà đọc đi. Wow, Tam Quốc Thủy Hử mà anh cũng để ở đây à? Bị người ta phát hiện là không xong đó. Chê, có bị sự bắn không vậy? Sách nào cũng là tác phẩm văn học đó mà, vậy mà cũng cấm mà, không biết họ muốn gì đây nữa. Thật ra cuộc cách mạng văn hóa có cái gì mà đúng chứ, chỉ khiến cho tất cả mọi người hình như là người nào người nấy đều mù chữ hết, không biết cái gì cả. Tùy theo người thôi, mấy cuốn sách này lượm được đó, khi tôi đổ rác tôi không biết chữ nào cả, nhờ gì Thu dạy tôi đó mà. Thật ra má của anh hiểu biết nhiều lắm, tiếng Pháp nè, tiếng Anh nè, tiếng Hoa nè, biết lái xe nữa. Nghe gì kể lại à, gia tộc của ông ngoại anh mấy chuyện hồi xưa làm ăn ở Thượng Hải đó rất là hấp dẫn lắm. Nghĩ lại có nghề đổ rác trước cũng khá lắm chứ, lâu lâu được lượm đồ còn bán ra tiền nữa. Nhưng mà như vậy bây giờ gác còn tiền cũng tốt lắm, một phần tiền 3-8 giấy nhỏ lời dữ quá ha, mỗi ngày ít nhất kiếm được 6 cái bạc đó mà. Anh coi đi, tôi đã mua nhiều hàng lắm nè, chỗ này 5 cái bạc thôi, nếu bán hết ra ngoài sẽ lời gấp mấy lần đó nha. Tôi đem mấy cuốn sách này về đọc nha. Hả? Nè, đọc kho sách này sẽ thành tư sản đó. Anh muốn làm giàu sao? Tôi chỉ muốn biết chữ thôi. Hôm nay vẫn chưa có tấp hâm ha. Đừng có gây nữa, cấp trên nhất định không được vui đâu. Cháu khuyên thằng Hải giùm gì nha. Anh Hải có chuyện sao? Thấy anh dạo này khá lắm mà, rảnh rỗi thì đọc sách, không đi chơi với đám lưu manh nữa. Nó có ngoan thiệt, nhưng mà nó kẹt cái đám thằng Dũng treo bên nhà thôi. Họ gây mấy chuyện này nè. Có nhiều người cũng gây chuyện này mà, đâu có sao đâu. Cháu cũng biết tính của thằng Hải mà, nó chỉ biết phụ họa. Nó vốn không biết nó đang làm cái gì nữa, chỉ thích nhập bọn mà thôi. Cháu cũng lớn tuổi với anh Hải mà, đừng gọi anh này là em bé vậy. Nè, có tác phẩm mới kìa. Bốn trăm mấy sinh viên đại học Nam Kinh đưa cao di tưởng của Châu Tổng Lý, một cái vòng hoa lớn đề chữ ánh sáng soi rọi người đời. Họ đã xếp thành mấy hàng chữ đi qua các đường phố, tiến vào hội đường. Cảnh sát giao thông mở đèn xanh cho họ, xe cộ ngừng lại, quần chúng đứng nghiêm cúi chào. Họ đã kêu gọi được tinh thần chánh nghĩa, phản đối tội ác của quần chúng. Hay quá, hay quá, hay quá. Hải à, Hải. Ê chà, chuyện gì mà đông đảo dữ vậy? Bỏ mặt tôi đi, không có gì đâu, tôi tìm anh Hải mà. Hải à, ra đây đi, ra đi. Cuốn Thủy Hử cho anh mượn đã đọc hết chưa vậy hả? Còn mấy hồi nữa. Nè, đọc xong trả cho tôi nha. Có người trả 2 đồng bạc mua của tôi đó hả? Được rồi, tôi ráng cho. Nè, chuyện nhất là ngày mốt nha. Các anh đem mấy bài thơ này của đồng nhiệm Châu đem về Nam Kinh để các đồng chí các thưởng thức. Ừ. Ngọc biến mà nghe quỷ kêu, tôi khóc sói lan cười, rơi lệ tới hào kiệt, dương mi kiếm sức tiến. Khá. Khá. Biểu ngữ nào của đồng nhiệm Châu cũng khiến người ta phấn khởi vậy. Không biết mình có thể dùng phương thức của đồng nhiệm Châu để mà làm thư từ không hả? Nhất định được mà, mình nên học tập cái điều tốt. À nè, thưa anh Hải đồng chí, tôi muốn nhắc nhở anh một việc. Cho dù mình có hành động gì, anh đừng bao giờ nói cho anh ba nghe nha. Tại vì hãy những người nào thích tiền đều phải bán rẻ nhân cách của mình.
Sao tôi hả? À, đi ăn cơm đi. Nè nè nè, cô thử đọc hết chưa vậy? Có gì quan trọng à? Bây giờ anh có nhìn thấy tất cả đường phố đều treo biểu ngữ không hả? Bộ tưởng tôi đuôi sao? Mấy đám giấy phát tài của tôi bị người ta mua đi hết rồi đó. May là tôi mua lại rất là nhiều lắm. Anh ba à? Ê, có thiệt không vậy? Sao bộ ổn quá vậy hả? Anh đừng có nên chỉ lo cho một mình anh mà thôi. Anh có biết là hiện giờ mỗi một người lo cứu vãn quốc gia, phản đối phe phái bốn người hay không hả? Anh định kêu tôi gia nhập vào tụi Kinh Dũng hay sao chứ hả? Anh đừng có hồng nha. Đem bán rẻ cũng được à, mấy có bạc chứ hả? Tôi xem anh như là bạn, mới không muốn anh thực tế như vậy. Chỉ biết lo kiếm tiền mà thôi. Đây không phải là thực tế gì cả. Chỉ biết ăn cơm no mới đủ sức làm việc chứ. Nè, giúp tôi khi gì đi, mau đi. Anh hết thuốc chữa rồi. Quốc gia chính vì có nhiều người dân ích kỷ như anh đi. Vì vậy cho nên mới chậm tiếng đó. Hey, chà, mấy câu này không giống như là miệng anh nói ra đâu. Giống như tụi thằng Dũng nói đó. Sao bị người ta tẩy não dễ dàng vậy? Các đồng chí, một phần tử xấu khuếch danh là Đồng Nhiệm Châu đã nhờ một số câu văn phản động công khai chống lại sự lãnh đạo của đảng, khinh khi giai cấp vô sản chân đâu chính quá, không bằng một góc chống lại chế độ chủ nghĩa xã hội là... chỉ làm bậy bạ của những phần tử phản động này mà. Sẽ bị quần chúng sáng suốt tiêu diệt trong nay mai. Những tội hạnh phá hoại sự ổn định cho quốc gia của mình quyết không được thành công đâu. Những hành động này phải phá hoại ngay. Chúng ta không phải phần tử phá hoại, chúng ta nhất định thành công. Lấy thư từ của Đồng Nhiệm Châu, mình nghiên cứu lại. Chúng ta đã hết giấy rồi. Tôi biết ở dưới gầm giường của thằng Bang có nhiều giấy trắng lắm. Qua lấy đi. Nè, nè, hay là chờ thằng Bang về mới xin của nó nghe. Làm vậy có nghĩa là ăn cắp đó. Cho dù là mình ăn cắp, cũng là vì quốc gia thôi. Còn hơn là thằng Bang chỉ biết vì mình. Sẵn em gái của nó đang nấu cơm, lấy mau đi. Tôi ra ngoài coi chừng nha. Ê, mau đi. Nè, thế nào, lấy được chưa? Mau lên đi. Nè, sao rồi? Thế nào, có thấy không? Đồng Nhiệm Châu. Anh Bang là Đồng Nhiệm Châu? Không đâu, có phải là anh chép lại không hả? Không đâu, tôi nhận ra nét chữ này, nét chữ của Đồng Nhiệm Châu. Nè, vô phòng tôi làm gì? Anh ba. Sao lục đồ của tôi? Xin lỗi, chúng tôi định lấy giấy để xài đó. Xin lỗi Tổng Ban đồng chí, chúng tôi đã hiểu lầm anh. Xin lỗi anh. Các anh không có lỗi với tôi. Đồng Nhiệm Châu không phải là một mình tôi, là mấy đồng chí cùng sáng chế ra thôi. Vậy tại sao anh giả đò ham tiền vậy? Thật ra tôi quý ham tiền mà. Tôi đi kiếm tiền và viết biểu ngữ và làm ra những việc mà tôi nên làm thôi. Tổng Ban, chúng tôi cần một người lãnh đạo giống như anh. Lãnh đạo chúng ta không phải là người gì, mà là lương tâm của chính mình đây. Nếu như các anh chịu đem tấm lòng ra thì mình cùng nhau đi làm. Được. Bác Phúc à, từ nay các đồng chí này thôi mình là cùng nhau công tác. Để tôi giới thiệu nha. Khoan đã, khoan đã. Tôi chỉ muốn biết ai là đồng chí yêu nước nhất thôi. Tất cả chúng tôi. Hoan nghênh gia nhập. Được, đừng để phí giờ, làm việc ngay đi. Được. Bây giờ hoạt động phá hoại của bọn phản cách mạng tương đối khiêu trường. Một động hướng đặc biệt của họ là lợi dụng quảng đãi quần chúng, ôm lòng nhiệt ái Châu Tổng Lý mà tiến hành phá hoại, mưu đồ quấy nhiễu phương hướng của đấu tranh.
đã hết hầu rồi, đi mượn người ta đi. Đem xài đi. Hey, giết gì cũng không được hay ho. Thôi dục bỏ đi, đừng có làm trốn chỗ nữa. Đồng chí, để tôi dán cho anh nha. Ờ, cảm ơn. Lễ thanh minh là lễ mà, là tập tục cũ. Chính phủ khuyến cáo quần chúng đừng có tới quảng trường của Thiên Môn để tặng vòng hoa. Việc tặng vòng hoa là tập tục cũ, chúng ta hãy nên phá thứ cũ. Được chưa? Lấy hết đồ đạc chưa? Rồi. Ờ, xuất phát. Được. Hoàng Hải à, đi mau đi. Anh Hải, bánh bao nè. À, cẩn thận nha. À, Mai à, đừng có đi con, đừng có đi. Con là người Trung Quốc mà má. Nếu mà con đi á, má từ con luôn. Dự kiện trọng đại cách mạng xảy ra tại quảng trường của Thiên Môn là một âm mưu rất to lớn của tổ chức. Có kế hoạch, có âm mưu và có kẻ chống lưng. Cho nên nhất định phải truy xét để tiêu diệt bọn phần tử phản cách mạng này. Tối nay mình có nhiệm vụ quan trọng. Trong sáng sớm phải liên kết tất cả các đội vệ sinh của toàn thành phố để đi quét sạch các dòng hoa phản cách mạng ở quảng trường cửa Thiên Môn. Tôi có bệnh, không thể lao động. Anh đừng có dở trò nữa nha. Dở trò? Đây chính là lúc phân biệt người và ma đây. Anh là người hay là ma? Lượm cái chổi lên, chuẩn bị xuất phát. Hãy lượm cái chổi cho tôi. Hả? Bộ các người muốn làm phản hả? Đúng vậy. Ban chủ tịch nói làm phản là có lý mà. Châu Tổng Lý suốt đời yêu dân yêu nước, chết chưa đầy 3 tháng thì có thể nói là xương cốt lạnh. Hôm nay là lễ thanh minh, những dòng hoa phóng điếu ổn mà lại không thể để lên một bia của dân nhân anh hùng. Tại sao? Cho tôi biết tại sao đi. Đúng rồi, tại sao vậy? Tại sao đi? Đây là mệnh lệnh của cấp trên mà. Chúng ta không phải chó, chúng ta là con người. Con người có tình cảm, có lương tâm. Nữ yêu hồ đó phá hại đời Trung Quốc gần 10 năm trời, chúng ta không thể nhìn nữa. Nếu anh vẫn chưa tỉnh táo, làm một bước ra ngoài, hãy ra quảng trường coi bà con ngày đêm đang làm việc gì, rồi trở về đây hỏi lương tâm của mình đi. Anh làm như vậy, anh nói làm sao cho con cháu sau này đi? Muốn họ bắt trước anh à? Làm người dân làm con chó hay không hả? Tôi không phải con chó. Hôm nay chúng tôi sẽ xin phép nghỉ bệnh, không ai tới quảng trường để dội vòng qua. Muốn đi thì anh đi đi, có phải không? Phải. Cấp trên biểu mình khiêng đi các vòng hoa của cửa Thiên Môn. Tối nay mình phải làm một vòng hoa rất là lớn, sáng mai được tới quảng trường. Đúng. Còn chờ gì nữa, đi theo tôi. Dạ, đi, 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 đi. Mình làm gì sung sướng hơn nữa. Làm gì đi, làm gì đi hả? Làm hả, thiệt mệt quá. Các vị đồng chí, chúng ta sâu sắc nha, cố gắng lên nha. Ba chữ chào tổng lý phải lớn lên nha, ha, cho nổi nha, biết chưa? Được. Để tôi giúp cho. Coi dễ kém không? Ở bên đây nè. Có hồ hay không? Có, chờ chút nha. Hồ nè.
Cảm ơn. Chỉ còn mình tôi. Đi cửa thiên môn nó dọn dàng qua làm gì chứ? Chúng ta bị trúng độc thực phẩm tập thể. Xin nghỉ phép đi. Được, chúng ta tiếp tục làm việc đi. Ờ, được. Làm việc đi nha. Làm việc đi. Làm việc đi. Đúng như vậy thôi được chưa? Đi đi. Đi đi. Qua bên này đi. Đây nè. Giấy đây. Giấy đây nè. Ai hả? Ai? Ờ, anh ba. Tôi có đem giấy đen tới đi nè. Cảm ơn nha. Làm ơn tách chỗ. Ê, cắm ở bên này nha. Tôi uống trà đi. Mình đã uống rồi đó. Chắc là đây mệt lắm rồi. Uống trà đi nha. Và uống trà. Uống trà hả? Nè tôi Dưỡng à, hay là chú Hiên chú đi nha hả? Không cần, không cần đâu. Uống trà nha. Các đồng chí, 11 giờ mấy đêm qua ở quảng trường Thiên Môn có công an tới quét dọn vòng qua. Nhưng mà khi chúng tôi về đây đã có nhiều người đang trưng bày lại cái vòng qua đó. Bây giờ ở cửa Thiên Môn bà con đông đảo lắm. Tốt. Lợi dụng lễ thanh minh cố tình gây ra sự kiện chính trị, mưu đồ để lật ngược lại phương hướng phản phe hữu. Chúng ta phải hiểu rõ tính phản động của dữ kiện lần này, đề cao cảnh giác cách mạng. Hôm nay quảng trường lịch sử Nga đi trong không gian đang tiến hành hoạt động nhưng vẫn tồn tại trong không gian. Ai là chủ nhân của lịch sử? Chúng cách mạng nên rời khỏi đó và đừng có tin theo lời của họ nói. Nhất định đừng có tin theo lời của họ nói. Trung Quốc bây giờ không phải là Trung Quốc ngày xưa nữa. Nhân dân không phải nô lệ của khi xưa. Xã hội phong kiến đồ trị đã qua hết rồi. Bây giờ kẻ độc tài cụ tưởng là lợi dụng quyền lực có thể chi phí tất cả thì thiệt là một điều lỗi lầm lớn đó. Chuyện xảy ra chiều nay ở quảng trường Thiên Môn đã là một chứng minh rất là to lớn. Có người tưởng là trà đạp Châu Tổng Lý là coi như là trà đạp được đồng chí Đặng Tiến Bình là có thể phòng ngại được. Âm mưu của họ tất cả đều rõ. Dù là họ nói láo đi nữa, làm sao đi nữa, cũng không thể thay đổi sự thật. Công trình của nhân dân sẽ nhất định sẽ bị diệt vong. Mình đi nha. Các vị đồng chí, chúng ta đều yêu chuộng Châu Tổng Lý.
cửa đi. Nè, bà Phúc Hòa, bà Phúc Hòa, bà Phúc Hòa, chuyện đơn nó phá hết rồi, dạ. Phá hết rồi đó, phá hết rồi. Lấy giấy đi. Dạ. Để đằng kia, giấy trắng đó. Để đi hết phải không? Phải rồi. Thì mồm mới đem rút lui. Đàn áp đó.